Vô nè, vô nè, vô nè. Hai, ba. Sẽ có lúc đôi ta nhận ra không thể thiếu vẫn nhau. Bước trên chặn đường mới cùng nhau. Bàn tay nắm tay, bước trên dòng đời, hãy nghĩ về nhau. Bước trên dòng đời, hãy nghĩ đến nhau. Đây là đoạn này, hai trên bờ vai nhau mỗi ngày, hãy hướng thật xa về tương lai kia. Em tự như ngồi sóng trong ai, hãy nắm thật chặt đôi tay anh nhé. Hãy nhắc tên anh từng cơn mơ. Để làm gì nè? Hãy nhắc tên anh từng nỗi nhớ. Để làm gì nè? Nắm tay anh cùng đi, đi cùng để bấm like, share, subscribe cũng như tôi live stream Bushido chứ để làm gì nữa nè em. Một cảm xúc chỉ dành cho em, một thứ đó là yêu. Bên em chỉ toàn là hạnh phúc, nụ cười duyên dáng với nét mặt yêu kiều. Nắm tay em đi vòng quanh thế giới, trên quãng đường đó để hâm nóng tình yêu. Cùng nhau ta bước đến tận cuối đời, ta như là một khoảng thời gian ta đã yêu. Ta hãy cùng nhau đi, cùng nhau đi tiếp để kết thúc những con đường dài kia. Cùng nhau đi, cùng nhau say đắm trong những ký ức đang xen vào nhau. Vượt qua mau vượt qua dòng bao những thứ gây đến những phiên muộn kia. Cầm tay anh nhé. Ta dù trên bờ vai nhau mỗi ngày, hãy hướng thật xa về tương lai kia. Em tự như ngồi sóng trong ai, hãy nắm thật chặt đôi tay anh nhé. Bắt chị em toàn vô nè, nhiều đoạn này hay nè. Nhắc tên anh từng cơn mơ. Để làm gì ơi? Nhắc tên anh từng nỗi nhớ. Ê chị, nắm tay anh cùng đi, đi cùng anh. Để bấm like, share và subscribe coi live stream của Shiro Gaming chứ để làm gì nữa nè. À, vô à, da, hình như cái màn hình hơi tối phải không bạn nè. Ây vô, hello mấy đứa và chào mừng mấy đứa đồng quay trở lại với kênh livestream của tôi nha. Trời ơi, ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với tựa game đấm nhau cùng bà ngoại nhưng mà phiên bản remake anh em mà quá trời quá đất đã luôn anh em. Ừ, chào mừng anh em đến với livestream của tôi nha. Chào bạn Honey Say Hi nha, chào bạn Tài Trần, chào bạn Đặng Mai Văn, chào bạn Dương Gia Hưng, chào bạn Mai Phan nha. Mai Phan, chào bạn Lước Hồ, chào bạn Mon, chào bạn Hà Hoàng, chào bạn Thái Lâm Vinh, chào bạn Mai Nguyễn, chào bạn Vũ Đình Quân, chào bạn Bang Lê, chào bạn Mỹ Phạm, chào bạn Mon Quibu, chào bạn Mai Nguyễn, chào bạn Lân, chào bạn Lút San, chào bạn Uyên, chào bạn Ni Đoàn, chào bạn Bé, chào bạn Như Quỳnh, chào bạn Mai Blackpink, chào bạn Hoàng Ba Quang Minh, chào bạn Di, chào bạn Uyên, chào bạn Vani Official, chào bạn Mai Nguyễn, chào bạn Bé Mon, chào bạn Tấm Quyên, chào bạn Phát Thanh, chào bạn Thanh Bình, chào bạn Nguyễn Quang Lâm, chào bạn Thanh Tâm. Ừ, chào mừng anh em đã quay trở lại với live stream của tôi và ngày hôm nay anh em giống như thế nào nha. Ngày hôm nay anh em có cảm thấy là vui không anh em? Từ từ. Như má tôi đang nấu ăn ngoài nên mà anh em chờ tôi xíu.
Má hôm nay tao lại phải múc bang trên live stream rồi. Trời ơi, hôm nay má tao nấu đồ ăn ngon quá. Mày hôm nay tao lại phải múc bang trên live stream rồi. Trời ơi, tôi là tôi không muốn là gây thương nhớ, gây thèm thuồng đến các bạn đâu, nhưng mà má tôi nấu đồ ăn ngon quá. Xin chào anh em, bắp xào nhà làm không tốn một đồng, à lộn, à phải tốn tiền đi mua bắp với cái thứ, nhưng mà nói chung là bắp xào nhà làm review hưởng miếng ha. Trời ơi, tao thấy có nhiều đứa rồi, đó chảy nước miếng rồi kìa, thấy chưa, đó thấy nhiều đứa chảy nước miếng rồi đó. Review nè, ai chưa ăn, ok, look at my mouth, look at my mouth, ok, look at my mouth, review nè, múc băng. Cái này nó màu vàng, nó có miếng hành hết trơn đó nè. Look at my mouth, ok, không được nhìn đi chỗ khác nha, không có được phân tâm trong giờ dạy của thầy nha, để hôm nay thầy dạy cho gọi là thưởng thức ẩm thực Việt Nam. Mà nó nóng quá. Ui, trùng hợp đấy, em cũng mới làm dĩa bắp xào luôn, trời ơi. Chứ sao nữa Tùng, anh em mình có nghĩa anh em cũng đợi nữa Tùng. À, tôi xin trịnh trọng thông báo quảng cáo với anh em luôn, tôi mới vừa được tặng một chai nước hoa trà leo. Hồi chiều trợ lý của tôi nó qua, nó gõ cửa nhà tôi tưởng đâu cái gì mà nó gấp lắm anh em à, nhưng mà nó tặng nước hoa trà leo cho tôi, nó tặng sinh nhật tôi. Trời ơi, bữa giờ nó tặng tôi hai món quà rồi đó anh em, nước hoa trà leo đàng hoàng nha. Còn mấy giờ mình có quá đáng lắm không khi mà mình xin thêm cái túi LV? Mấy giờ tao có quá đáng không khi mà tao xin thêm cái túi LV làm sinh nhật cho mình nha? Chứ không đâu ha. Rồi, ngon quá anh em à, làm miếng nữa ha. Đó, tôi nói với anh em rồi, từ hồi nãy tao ăn vô tao cảm nhận cái hương nóng của nó thôi. Tôi chưa có review cho anh em được cái gì có gì bắp xào hết, đúng không anh em? Anh em nào muốn tôi review honey nè? Ủa, em tưởng anh đang giảm cân mà. Giảm cân nhưng mà anh ăn thoải mái em ơi. Anh ăn thoải mái giảm được 4 cân rồi đó em. Anh em được 4 cân ra đây cảm ơn honey nha. Anh em nào muốn tôi review cái hương vị của dĩa bắp xào này, anh em bấm like cho cái livestream 1000 like, chúng ta sẽ có review full HD không che, ok. Anh Giang một mình không chia cho tụi em lắc đau bụng âm toilet nè. Yên tâm đồ game anh đồng ý anh đau bụng để anh ăn được cái dĩa bắp xào này review cho mọi người. Thấy chưa, có tâm như vậy anh em còn đòi cái gì nữa. Tôi chấp nhận bị đau bụng để tôi ăn cái dĩa bắp xào này để review cho mọi người. Ok, ok, respect to me, respect to me, ok. 1000 like, 1000 like thì làm gì ạ? 1000 like làm gì? 1000 like ăn cái dĩa bắp xào này và review cái hương vị nó cho anh em xem. Ok chưa, người Việt Nam nói là làm uy tín luôn. Nhắc lại cho tôi biết, 1000 like, 1000 like như nào ạ? 1000 like như nào? 1000 like ăn dĩa bắp xào này, review bắp xào cho anh em coi. Ok chưa, người Việt Nam uy tín luôn nhá. Uầy, nhiều khi tao thấy là tao kiểu làm bán hàng online được rồi đấy bay. Ừ, tao thấy nhiều thứ bán hàng online được rồi đấy. Ờ, gì đây, em thi toán được 5,5 điểm. Thằng ơi, thi toán được 5,5 điểm thôi em. À, đừng ăn liền, chờ em xuống dưới lấy thêm bắp lên ăn. Ok Tùng nha, đi Tùng. Yên tâm, 1000 like, 1000 like như nào ạ? 1000 like, nhắc lại cho tôi biết 1000 like thì như nào? 1000 like, sao nè? 1000 like review bắp xào cho các bạn coi. Bắp xào có cả xúc xích chiên. Ok chưa? Ok chưa? Uầy, ôi sao hôm nay chú đáo vậy mẹ? Đây, cảm ơn mẹ. Đây, 1000 like như nào ạ? Chúng ta có thêm buffer. 1000 like, chúng ta sẽ review bắp xào kèm thêm xúc xích cho các bạn ăn. Đồng thời, mẹ tôi vừa bưng vào thêm một dĩa trứng cút. Ok chưa? Nhắc lại cho tôi nào, anh em nhắc lại cho tôi nào. 1000 like thì sao ạ? 1000 like thì sao? 1000 like thì chúng ta sẽ ăn bắp xào và review chân thật nhất những cái trải nghiệm và hương vị nó đến cho các bạn. Ok chưa? Múc bay trực tiếp trên livestream game luôn. Tao múc bay trực tiếp cho tụi bay coi luôn. Anh có răng không? Tao có răng tao mới gọi là review bắp xào cho mọi người coi được nha.
Ok nha. Lúc nào anh chơi Roblox đi, anh năn nỉ anh đó muốn coi Roblox lên trên kênh Siro Roblox nha các bạn ơi. Siro Roblox nha các em. Muốn coi Roblox thì đi đâu ạ? Nhắc lại với tôi, muốn coi Roblox thì đi đâu? Muốn coi Roblox lên trên trang YouTube Siro Blog các bạn nhá. Siro Blog, ok chưa? Muốn coi Roblox thì đi đâu? Nhắc lại, muốn coi Roblox thì đi đâu? Đi lên trên kênh Siro Blog các bạn nhá. Còn đây chúng ta sẽ livestream nha anh em ơi. Uầy, nhưng mà rảnh quá thì ăn một chút đó. Ngon. Trời ơi, đang đẻ mà chú. Không, mày rảnh quá không mấy giờ mày nín đẻ, mày đây mày coi livestream giùm anh đi. Thiệt á. Đố anh nghĩ câu hạ thính được tụi em đó. Đố anh hạ thính. Nghĩ được rồi, ok. Gọi fan. Rồi đây, ăn thôi anh, có số thích. Từ từ ấy mà, chưa 1000 like. 1000 like thì chúng ta như nào ạ? Nhắc lại với tôi 1000 like như nào? 1000 like review dĩa bắp xào ăn một cách chân thật nhất cho anh em coi. Ok nha. Không diễn luôn. Ok chưa? Rồi nè. Một câu thả thính dành cho anh em đúng không? Để coi nè. Gọi anh em là cái quần nhỏ của tôi. Bởi vì nó quan trọng khi tôi đi ra đường. Trời ơi. Má tao thấy nó xàm quá ta. Không được ra đường em. Like nè, like nè, like. Đâu rồi mấy đứa mà hay edit tóc tóc dịch dịch đâu rồi. Bật cái cam lên. Đoạn này đặc biệt là đoạn này quan trọng nè. Cái câu đó nó còn dài dòng anh em. Nè. Gọi anh em là slip. Bởi vì anh em quan trọng đối với tôi. Lụm tiền. Lụm tiền. Mấy đứa đánh giật giật đâu. Lụm tiền. Lụm. Ok. Rồi. Rồi 1000 like rồi các bạn ạ. 1000 like. Ok 1000 like. Review chân thật cho anh em nhé. Đây là bắp xào nhà làm anh em nha. Cái hương vị của nó có một chút mặn, nó có một chút mặn của hành phi, một chút ngọt của bắp và một chút cay cay của tôi nói. Ai vui vẻ ăn có bắp xào có bánh chén. Xin hoài quả trứng cút ăn cơm nha. Ừ. Ôi ăn bánh giá mà quả trứng cút. Trời ơi hấp diêm ẩm thật. Ê mẹ bánh giá mà quả trứng cút hấp diêm ẩm thật. Tao nói thiệt. Ăn bánh giá là phải có trứng cút nha. Đây ở đây anh có 6 cái trứng cút luôn. Mày thích không? Mày gửi địa chỉ đây. Anh ship 6 trứng cút này lên cho mày ăn. Có chừng trứng cút này ship tới nơi rồi. Không biết mày ăn được hay không. Đây tôi ăn lại muỗng nữa nè. Lần này review rất thích nha. Nó đã, trời ơi. Trời ơi, lâu quá em làm vài muỗng rồi. 1000 like mới dám ăn tụm ơi. Giờ là mình là người chơi hệ uy tín nha. Nó đã. Được rồi, cảm nhận của tôi sau khi tôi ăn cái gì bắp xào này. Nó có vị ngọt. Nó có hơi mặn mặn của hành phi. Nó có hơi cay cay của tương ớt. Và nó có một cái hương vị rất là đặc biệt của xúc xích. Là hương vị ngon. Giống các bạn vậy. Em mới xem live một ngày. Thôi mà má tuột xuống tới 3 đô nét rồi chứ gì nữa anh ơi. Tờ mờ nó trở lại, Đức Minh nó trở lại. Chiến thần hủy diệt bản đô nét. Đây. Lúc kẹt mai bản xếp hạng đô nét. Đờ mờ đã quay trở lại. À chưa, cho bản nó chưa dậy tới anh em ạ. Chưa chạy tới thì chỉ cho anh em coi. Đờ mờ đã quay trở lại, Đức Minh đã quay trở lại. Ngon quá. Anh ơi hôm nay mặc quần màu gì thì mới mặc đồ bộ với anh. Hôm nay tôi mặc quần hồng đi chung với cái áo hồng. Ê. Anh em nè, anh em nè. Tập trung, tập trung. Đang làm bài tập nghỉ tay 5 giây. Nào đang đi ẻ, nín ẻ 5 giây. Tập trung. Đoạn này quan trọng nè. Nào nào nào, tập trung chưa? Anh em tập trung chưa? Nhìn vô màn hình. Ok, nào đang làm bài tập nghỉ tay 5 giây nè. Nào đang đi ẻ, nín ẻ 5 giây. Look at my bạn xếp hạng donate. Top 1.
DM. Các bạn DM Đức Minh. Ok, respect to me Đức Minh. Ok. Nay không tốn nốt 500k làm xong vé Bico Bắc để ngày mai em ạ. Bico Bắc để ngày mai nha Châu ơi, Bico Bắc để ngày mai. Hôm nay mình chơi tại vì Bico Bắc thì hôm nay là Khang nó bận, nó về quên là tôi sắp xếp lịch của Danny luôn rồi anh em ạ. Đúng. Bằng Nguyễn Tinh 79 là đúng vậy. Respect to me Đức Minh. Đúng vậy. Cảm ơn em. Rồi cảm ơn bạn Tadumi đã đưa đất cho mình 20.000 ở trên trang chánh nhé, cảm ơn bạn. Thêm anh mẹ em đói luôn anh vô. Trời ơi anh mà đói lắm, anh mới lập về. Làm thêm lon coca nữa. Trời ơi coca anh chứ Tùng ơi. Thấy cái gì đây không? Cái này còn thần dược hơn cả coca nữa. Biết cái gì đây không? Anh ơi biết cái gì đây không? Biết cái gì không? Ok, không biết gì nữa không? Tôi nói cho biết. Nước chanh đóng chai mua ngoài Bắp Hóa Xanh. Trời, uống cái này nó còn thân dược hơn cả coca. Coca đó là gì? Coca uống vô mình péo đúng không? Coca uống vô mình péo. Mà tại vì sao mình lại không uống nước chanh? Uống nè, uống nước chanh nó có lợi hơn không? Đúng, có lợi hơn. Anh coi fan như cái quần xịt của anh. Đúng. Tại vì sao? Bởi vì nó quan trọng với cuộc đời anh. Giống như mọi người vậy, mọi người cũng quan trọng với cuộc đời tôi. Một phép so sánh rất là thực tiễn nha các bạn nha. Sắp tới sinh nhật anh rồi, em chúc mừng sinh nhật anh đi. Rồi chúc bạn Nhã Kỳ Omega sinh nhật vui vẻ nha. Ơi chào bạn Tuấn Hồng Nguyễn, chào bạn Phát Lê Lộc, chào bạn Lửa Trần, chào bạn Chi Cô Tê, chào bạn Anh Đi, chào bạn Hana Ngọc Lòi, chào bạn Thắng Nguyễn, chào bạn Nhã Kỳ, chào bạn Gia Minh, chào bạn Nhã Kỳ, chào bạn Hana Đi, chào bạn Tuấn Anh, chào bạn Mitsuji Mao. Anh review giấc ngủ ngàn giấc của anh đi. Thôi bây giờ tôi chưa xếp mùng mền bây ơi, bắt tôi review giấc ngủ. Sao mặt anh bự vậy? Mặt anh bự hôm qua anh mới đi phơi nắng á em. Anh đi phơi nắng rồi cái mỏ, em biết tại sao cái mỏ anh bự không? Chó tám. Anh em nào coi vlog chưa? Anh em nào coi cái vlog hồi chiều tôi up chưa? Hả? Có ai chưa coi không? Chưa coi xíu coi, giờ coi livestream đi. Ngon quá à. Thời rất nhanh luôn. Livestream nó có một dĩa bắp xào mà thêm một dĩa trứng cút coi nhỉ. Bá cháy. Thật sự. Bình thường là tôi sẽ ngồi tóc xôi với anh em 20 phút thôi. Hôm nay có gì bóc xào tôi ngồi tóc xôi với anh em 30 phút luôn. Ok không? Nhà ta có gì bóc xào tôi vô game. Ok không ạ? À? Anh em ok không ạ? À? Mình thấy ok không ạ? À? Hết gì bóc xào vô game nha anh em. Ok nhá. Ok các bạn ạ. À. Ok. Anh vào hết tôi đi chào bạn Gia Nguyễn. Nhớ để làm một like nha em ơi. Không có gì miễn phí nha em, tính phí hết nha. Nào cho tôi gặp hết tên để làm một like à. Ăn ngủ không? Trời ba hức đâu vậy? Cái giờ livestream rồi hả? Nói Kim ơi. Nay không gọi chú là bố già đẹp trai hơn thân nữa. Lưng hơn nữa. Giờ gọi thầy giáo và các trò báo. Đừng. Cái chữ thầy giáo nó cao quý lắm, đừng gọi tao là thầy giáo nha. Tôi chưa đủ kiến thức để làm thầy giáo. 1 tháng 8 ngày là sinh nhật em rồi anh ơi, chúc bạn Hani sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn Hani bởi vì những clip edit vô chi về anh. Cảm ơn Hani nhiều. Chúc Hani sinh nhật vui vẻ. Chúc mấy bạn khán giả mà trong tháng 9 này có sinh nhật là sinh nhật vui vẻ luôn nha. Hani nha, mà đề nghị Hani nha, Hani là edit keo kiệt lắm nha. Những cái đoạn mà trả lời Hani edit, còn những cái đoạn mà chúc dành chọn sự yêu thương đến mọi người thì không edit. Nè, đó dành chọn sự yêu thương đến mọi người. Được chưa? Đây, trái tim. À, trái tim ở đây. Ok. Sắp sinh nhật em rồi, chúc mừng sinh nhật em đi. Em đổi tên Việt Nam đi, chúc mừng sinh nhật em, phải không biết đọc tiếng Trung em à. Bây mày đổi tên Việt Nam đi làm chúc mừng sinh nhật mày liền. Cục kiếp biết nói, trời em khỏi, em yên tâm em ơi. Bây giờ mà mày có nói cái gì trên livestream nữa thì ăn bữa ăn ngon lành. Hiểu không? Mình quá quen rồi. Mình chơi đùa với nó. Không, cái đó không chơi đùa được. Mình nghe nó hàng ngày, nó là mình quá quen rồi.
không còn cảm thấy ghê tởm mà nghe nó thì mà ăn nữa. Ăn vẫn rất ngon tớ. Ăn xong nhớ chùi miệng nha, không đâu miệng phà hơi vô phanh thì hơi kiểu không sao. Màn hình đã làm cái chức năng của đó, màn hình máy tính và cái màn hình điện thoại nha, đã làm rất tốt cái chức năng đó, chứ là gì, đã chặn lại những cái hơi phà vào mặt các bạn đó. Rồi đi đây, cho nhắn đi đây. Đi tập về, ăn bắp luộc, tách hạt trộn, xà lách còn giảm cân. Chứ ăn bắp rào thì nó lại giảm cân vỗ lài luôn á ông nội, chứ còn gì nữa. Chứ còn gì nữa. Bí quyết giảm cân của tôi. Bí quyết giảm cân của tôi. Tôi chỉ cho anh em có cái bí quyết giảm cân của tôi nè. Nghe kỹ nè. Đợi đợi, tao bị mắc tôi đang đợi tiếp. Nghe kỹ nè. Người thật gì thật luôn, chia sẻ bí kíp giảm cân cho anh em luôn. Ok, anh em nào mà đang bị thừa cân, anh em nào mà đang muốn có một thân hình giống như The Rock, giống như John Cena, một thân hình sáu múi lực lượng, ngực nở mông cong, nghe lời tôi, nghe lời tôi sẽ chỉ cho anh em một cách để giảm cân thành công. Tôi là một người đã áp dụng thành công cái phương pháp giảm cân, mặc dù tương lai tôi không biết là có tăng cân lại không, nhưng mà bây giờ tôi đang giảm cân. Gì đây? Anh chúc mừng sinh nhật em mà sao chị gọi, xin lỗi Honey, chúc Honey sinh nhật vui vẻ. Trời ơi, càng lớn hả Honey càng xinh đẹp, càng đẹp gái càng học giỏi. Ok Honey nha, nha, không có chị chết Honey nữa. Ok Honey tổn thương con tim bé bỏng của Honey, xin lỗi Honey. Ok, chúc Honey sinh nhật vui vẻ. Rồi biết cái giảm cân. Ok chị anh em nè, không cái này tao chia sẻ thật lòng, nhìn tao nhanh nhanh vậy hết, cho tao chia sẻ thật lòng nha, chia sẻ bí kíp giảm cân thiệt nha. Nào mà đang thừa cân, nào mà đang không có những cái mà kiểu tự ti về ngoại hình của mình, khuyên thật luôn, giảm cân đi, tập thể dục đi mấy má, giảm cân tập thể dục đi. Đây là một cái cách rất là hiệu quả để dành cho anh em, nếu như mà anh em nào mà không có thời gian mà đi ra phòng tập gym, không có thời gian, không có tiền để thuê PT, thì nói thật, nên đi tập thể dục. Tập thể dục bằng cách nào ạ? Chạy bộ. Tập thể dục bằng cách nào ạ? Hít đất. Tập thể dục bằng cách nào ạ? Hít xà đơn. Và tập thể dục bằng cách nào ạ? Gấp bụng. Đấy là những cái bài tập rất đơn giản anh em có thể thực hiện ngay tại nhà, đúng không ạ? Anh em nào muốn lên ngực, ngực nở, mông cong, lưng co rảnh, vai thì đồ sộ lên, hiểu không? Vai mình phải to mình mới đi thả thính gái được. Thả thính sao ạ? Thế giới làm sao? Thế giới làm sao? Thế giới quá độc ác, em về đây dựa trên bờ vai anh. Anh sẽ gánh cả thế giới trên vai cho em. Trời ơi, mấy đứa con gái nghe vậy rụng trứng liền. Thiệt sự nghe vậy là rụng trứng liền. Thấy không? Muốn như vậy thì chúng ta phải làm gì? Tập. Tập và tập. Đúng chưa? Đúng chưa nào? Bây giờ tôi hỏi đây là đúng chưa nào chú nào? Đúng không? Đúng vậy. Thế bây giờ mình tập gym mà cái nào? Thật sự có rất là nhiều anh em, tôi biết là thừa cân, anh em chạy, anh em tập rất là mệt đúng không? Nhưng mà không sao anh em ạ. Động lực dành cho anh em nè. Ngày hôm nay anh em mệt một, ngày mai anh em... Ai có tiền nào vào donate tiếp cho siêu. Ui, cảm ơn bạn Nahida nha. Trời, cảm ơn bạn nhiều. Động lực cho anh em à. Anh em nào đang thừa cân, anh em tập thể dục, anh em còn thấy mệt, thì anh em hãy luôn nhớ là ngày hôm nay mình tập 1, mình mệt 10. Ngày mai mình tập 1, mình mệt 9. Ngày mốt mình tập 1, mình 1 năm. Mà ngày kia nữa mình tập 1, mình 1. Anh sò đẹp trai la giống chó sói mày nữa. Mì nhà sói con nha, đặt cái tên thấy có cái điềm rồi đó. Mấy là mình có tập. Bây giờ miễn là mình có tập, miễn là mình có tập là mình sẽ có được thân hình trong mơ. Được chưa? Đừng có mà lười, đừng có mà hơi mệt quá nghỉ. Cố lên anh em ạ. Cuộc đời của mình chỉ sống có một lần thôi. Ok, tập đi. Hít đất cũng được, hít đất chạy bộ full combo luôn cũng được, tập tại nhà luôn cũng được nha. Còn ra phòng tập gym làm ơn, muốn hít, muốn đẩy xà hay gì đó thì hỏi những cái người ở trong phòng tập gym, người ta biết, người ta chỉ cho. Đừng có đẩy tầm bậy. Đẩy tầm bậy là bị lệch người. Giống như tôi nè, hồi đó là tôi đi tập gym mà tôi đẩy tầm bậy vô là cứ gọi là ai không quan tâm bố con nào luôn, tôi cứ ngồi dưới máy nè, tôi đẩy cái máy đó, giờ tôi bị lệch người nha. Ra phòng tập gym là phải hỏi rõ ràng ngành mạch, ok chưa? Vô chơi đi anh, từ từ anh em, mà hôm nay là tôi phải ăn hết cái dĩa bắp xào này tôi mới vô chơi anh em ơi. Ăn lên quần khóa quần của tôi, tôi đang mặc quần giọt má, tao đang mặc cái quần hông luôn á, mày cứ quên cái quần.
Ừ, làm tao giật mình. Ờ hả mà, tao ra gì tao nói, tao xuống cái quần ra. Chị Ma đâu rồi anh? Hết tháng 7 mới về anh em ơi. Về tháng tháng 7, tháng 7 năm sau mới lên mới chơi với anh em tiếp nha, chứ không chơi với tôi đâu. À, không có nhu cầu chơi với bà nữa nha. Ừ. Sắp sinh nhật em rồi, chúc mừng sinh nhật đi. Ngọc Huy. Chúc mừng sinh nhật bạn Ngọc Huy, chúc bạn có một cái sinh nhật à, thiệt là duyên ấm bên gia đình nha. Chúc bạn Ngọc Huy có một cái sinh nhật thiệt là quải chuối vỗn lại bên gia đình. Bạn Ngọc Huy đó chứ mấy không ai khác đâu. Chúc bạn Ngọc Huy sinh nhật vui vẻ. Bạn Ngọc Huy nha. Chúc mừng bạn. Chúc mừng sinh nhật em đi, chúc mừng sinh nhật bạn Ngọc Ngọc Thúy Phạm nha. Thứ bảy sinh nhật em rồi, chúc mừng sinh nhật bạn quả sầu riêng luôn nha. Không biết mình đặt tên thiệt được không em? Nói là nhiên có người người ta không biết, người ta vô ta hỏi ủa sao này chúc mừng sinh nhật quá sầu riêng vậy ta, kỳ lắm mày, mình để tên thật đi. Sao anh giống con gì ấy, trời ơi, con người với con gì vậy em, con người với con gì à, thì ra là con chó nữa đó nữa. Hôm nay em chơi không biết có ổn lòi lìa không nữa. Ừ, hôm nay anh nghĩ là ổn lòi lìa đó em. Mà là hôm nay là anh thấy là cái trò này nó cũng hơi gọi là máy giặt một xíu á. Trò này là trò gì ta, Granny đi ghi mắt anh em. Tháng 7 năm sau bà Mai về nữa, mùng 2, 16, 8 tháng nào bà cũng về luôn. Trời ơi, mấy mùng đó bà về nhưng mà bà không có hiện hồn được, hiểu không? Bà không có thực thể hóa được, hiểu không? Trời anh em à, hôm nay chúng ta chơi Granny ghì mắt. Nhưng mà tôi nghe đồn đâu là cái game này, cái bà Granny là bà được mắt cúp lên. Bà mắt cúp lên tới cái tầm gì luôn chứ không phải con người nữa má. Nên là bây giờ là chơi cái này phải dữ lắm á. Ấy là một người có hả tinh thần thép lắm tôi mới chơi được. Anh đào hết tên đi cha mẹ đi đi vô đất đó cha, đồ ăn tao đang một đống trong miệng luôn á, có cần hết nữa. Vân Thúy Quy cô bé nay thua hết xì dầu 20 cái nha. Cái gì cái gì, sao bạn khinh thường tôi quá vậy, nay thua đúng không? Nay thua quay video hít đất 20 cái up lên trên nhóm bộ tổng sói. Ok, mình chơi gì chứ xanh chín anh em. Nay thua đúng không? Hít đất 20 cái up lên trên nhóm bộ tổng sói được chưa? Cái gì còn chơi căng hơn nữa đúng không? Hôm nay thua bờ lanh 1 phút rưỡi à, thôi bờ lanh 1 phút rưỡi gì nhiều quá, hít đất đi anh em, hít đất đi má, bờ lanh là tại chỉa luôn á. Anh ăn xong anh hãy hét. Ok, anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh xin lỗi. Tại nãy nó nhắn bất ngờ quá, anh thì cái tính anh là chiều fan mà. Bất ngờ quá nên là tao đang ăn tao quên tao hét luôn. Ngon quá. Hơi ngon quá. Ngon quá. Ngon ghê á. Nghe đồn bản gì mắt thì item bị gì hết hết nếu bị ăn gãy anh. À đù. Gì căng nhở, căng nhở anh em ăn không, ngon lắm à, quên anh em làm gì ăn được thế, có tôi ăn được thôi, chúc anh em coi tôi ăn ngon miệng nha. Có một cái đẹp trai của anh hổm nữa rồi, hết đây em ơi, hổm làng Sigo, mạng Sigo là nó like được có một hôm thôi, anh đuổi nó về chuồng rồi, hôm nay làng sồ like tiếp nha. Ngon rồi, quên quên quên. Ngày mốt có live stream anh em, ngày mốt không có live stream tại vì ngày mốt tôi phải đi ăn sinh nhật ở ngoài villa với lại bạn của tôi Gubi rồi á, tôi ăn từ thứ bảy tới chủ nhật luôn nên là ngày mốt có live stream nha. Lẽ lên ông nội, trời ơi trời, đánh tránh bữa ăn mà trời, trời nhất mới ăn mà. Còn 8 tháng là sinh nhật người yêu em, gọi chúc mừng sinh nhật người yêu đi, chúc người yêu mình nào đó còn 8 tháng nữa sinh nhật vui vẻ. Tao chúc tới sinh nhật mẹ ăn bánh kem nào thúi cái bánh kem đó. Tao mấy nữa sinh nhật nó kêu mình chúc. Mà không phải sinh nhật nó sinh nhật yêu đó. Tức ghê á. Hả gì? Gì ạ? Trời ơi gì ạ? Ôi anh ơi, bạn em kể em nghe Vũ nó edit những video về anh mà bị chú nó hiểu lầm. Anh là người yêu của nó nên giờ nó bị chửi quá trời. Với lại ngày mai nó còn bị đập điện thoại nữa anh. Giờ nó đang suy nghĩ tồi tệ lắm anh. Trời ơi.
Trời ơi, có quả chú chiến thần vậy em. Đừng có chỉ tên nghe, đừng chỉ địa chỉ anh nghe nha. Trời ơi, chú nó lên cạo đầu chứ. Anh ăn gà quay hôm ngon không? Có không? Có, đưa đây, có đây anh quốc luôn. À không, tôi đang giảm cân, tôi quên mất. Tôi ăn được dĩa này thôi. Trời ơi, nói chung anh em edit video về tôi, anh em có thể để một cái dòng caption ngắn ngắn nhưng mà anh em sợ. Định luật 3 giây, mời quá, chưa bị gì hết. Định luật 3 giây, anh em định luật 3 giây. Anh em edit video, anh em bị đánh đó. Thì anh em thêm cái caption fan edit nha, fan edit cho mà anh em để cái hashtag là Sigo Official luôn. Tôi hay lướt cái hashtag của tôi lắm, tôi lướt cái hashtag của tôi trên TikTok đó. Cứ anh em nằm edit video về tôi vui vui mà tôi thấy vui vui mà hay hay là tôi ngồi tim. Anh ơi, em giả trai cô gái, con bé nó đổ luôn rồi, giờ sao anh? Rồi nó có biết em là con gái không? Rồi bây giờ nó có biết em là con gái không? Bây giờ em nói thật ra đi, anh nói thiệt. Bây giờ em lỡ em giả trai em tán nó rồi mà nó đổ rồi, em nói thật ra đi, mình là con gái. Biết đâu nó cũng thú nhận với em nó là con trai rồi sao? Đúng chưa? Hai đứa thành thật với nhau đi. Thiệt đó. Bớt làm nhau đau khổ nghe. Cuộc sống quá nhiều dối lừa rồi. Cuộc sống quá nhiều là cú lừa rồi. Mình hãy dành cho nhau những cái sự thật duy nhất trên cuộc đời này đi em. Cảm ơn bạn Vân Vân Quý Phi nhiều. Anh chúc kỳ quá à, em rút đăng ký bây giờ. Chứ bây giờ sao, nữa 8 tháng nữa mới sinh nhật yêu mày, mày kêu anh chúc bây giờ sao anh chúc được? Mình phải có mood em hiểu không? Ví dụ như bạn nào mà gần tới sinh nhật, ok các bạn ơi, sinh nhật vui vẻ nha. Má giờ chúc, chúc bạn 8 tháng nữa sinh nhật vui vẻ á. Trời ơi, rồi 8 tháng nữa nó coi cái video lại là hả? Chúc 8 tháng nữa là đâu phải sinh nhật nó đâu. Đúng chưa? Đúng chưa ạ? Không biết giờ tầm tháng 8 năm sau em donate lên lại đi rồi anh chúc lại cho. 8 tháng rồi mới sinh nhật đó mà mày vậu quá à. Mày vậu hoàng yêu quá à. Này vô. Sắp hết rồi. Sắp hết. Má này tao mới lấy được chùi bàn luôn á. Nó lấy cái chùi bàn nó chùi miệng rồi bác trưởng. Chị ma đâu rồi anh? Bác về rồi anh em ơi, bác về nhà rồi. Bác để bác về nhà đi anh em. Mày cứ kêu ghé bao hoài trời. Em bấm like cho anh rồi. Cảm ơn bạn Linh Trương nha, cả lớp. Cả lớp đó đây mày. Cả lớp. Tập trung, tập trung. Không làm việc riêng nữa nè. Nào cả lớp, cả lớp. Tập trung, không làm việc riêng nữa. Không làm việc riêng nữa, cả lớp tập trung nè. Đứa nào đang làm bài tập nghỉ tay 5 giây, nghỉ tay 5 giây. Đứa nào đang đi ẻ nghỉ ẻ 5 giây. Tập trung, tập trung. Respect tu thầy, respect tu thầy. Tuyên Dương, bạn Linh Trương đã bấm like cho kênh YouTube của Siro Gaming. Ok, ok là cả lớp nào, respect tu thầy. Tuyên Dương, bạn Linh Trương đã bấm like cho kênh của Siro Gaming. Ok, cả lớp respect tu thầy nha. Rồi, Tiên Dương bạn Linh Trương đã like cho cái livestream của tôi nha. Tiếng đạt lên, go em là đàn em của Doremi. Giờ lần đầu đó nét tranh hơi vô chi. Nên hơi vô chi, không vô chi đâu em ơi, mày đỡ vô chi hơn Doremi á. Ngon quá. Tâm à. Tâm à, ngon quá. Rồi mới ra tao bị nghẹn. Rồi mới ra tao bị nghẹn. Rồi. Làm như tao bị dông nhập vậy. Tuyết Nhung donate một lần và duy nhất cảm ơn anh vì lời khuyên ngày hôm qua. Tâm trạng của em tốt hơn rồi. Không sao Tuyết Nhung, mà nói chung là cứ bạn nào có cái gì buồn buồn thì các bạn có thể donate hoặc là các bạn comment lên trên đây cũng được. Comment thì tôi cũng có thể đọc được nha. Comment các bạn comment ở đây tôi vẫn có thể đọc được nha. Thì tôi nếu như mà tôi có kiến thức thì tôi sẽ chia sẻ các bạn. Nãy em xem lại chúc mừng sinh nhật em thấy kỳ kỳ. Anh xem video em mà không tim em hủy like rồi cũng xem chuột.
Mốt tao like được chưa? Mốt tao lúc chút tao like được chưa? Mệt chứ. Cảm ơn Honey nha. Rồi giờ muốn chúc lại đúng không? Rồi ok. Chúc bạn Honey sinh nhật vui vẻ. Chúc bạn tuổi lớn mau lớn học giỏi nha. Máy yêu. Rồi được chưa Honey? Rồi cấp tốc giật luôn. Rồi. À Mina sắp con quên. Quên gì đây, anh la vui vẻ, em đi ẻ, em mắc ẻ quá. Ok, bye bye Mina nha. Quên. Chúc anh của Mina ngày mai sinh nhật vui vẻ nha. Rồi. Rồi. Tao ăn xong rồi. Tới giờ hành trình chủ nghĩa. Gì đây? Anh la vui vẻ mà. Ok Mina nha. Mina đi ẻ vui vẻ nha em. Mình setting nó lại được mà. Từ từ anh em đợi tôi xíu, tôi setting lại cái biết nét cho sáng sáng chúng ta bị chậm. Anh la vui vẻ em nè. Rồi mất cái gì mà donate nhiều lần quá vậy Mina? Trời ơi, mày đi ẻ, mày đi đi. Cả thế giới với mày đi ẻ rồi. Được chưa, tôi khổ quá à. Medium đi, cho mọi thứ medium đi. Ừ. Tự nhiên cái nhà phát hành hả, tốn công tốn sức. Thật ra em là đệ tử của anh Hùng Sa Điêu mà điều gì em cũng không biết nữa. Chắc điêu vì hết tiền. Anh điêu vì hết tiền, đừng donate cho mày ơi. Mày điêu vì hết tiền, sao mày donate hoài, sao mày hả xíu nữa mày kìa mày than mày không có tiền. Ơi, quý yêu gì không à. Rồi ok đó mà. Chào mừng anh cho mấy em đã đến với tựa game Ba Ngoại Granny phiên bản remake. Sorry anh em bấm lộn. Ok Mina nha, cái việc bấm lộn của em anh rất thích. À, có gì anh em hỏi tôi là cái vlog từ thiện đâu thì tôi xin lỗi anh em là tại vì bữa giờ là cái đồ lần thầy nhớ của tôi ấy, tôi tìm mua trên shop ba, tôi tìm mua ba cái rồi nhưng mà cái nào cũng hỏng hết, nên là ngày mai tôi có nhờ Ruby là đi mua cho tôi một cái đồ lần thầy nhớ ở ngay tại quán luôn. Chị coi đẹp trai xấu trai trả lời sai anh sắp, tất nhiên là đẹp trai rồi, tất nhiên là đẹp trai rồi, sao mà xấu trai được. Các bạn đi đâu nha. Tôi mới nhờ Ruby đi mua một cái đồ lòng hãy nhớ để tôi edit cái video đó, đâm ra là cái video đó chắc là sắp tới mới có anh em mà, tại vì ồ chỉ có in liệt thôi hả, tại vì chưa, tôi chưa có đồ lòng hãy nhớ để em đi chùi đít cho nó, chứ nó donate nhiều em nhìn cực con bé. À đúng rồi đó Châu ơi, em đi em chùi cho nó đi em ăn, cảm ơn em nhiều. Nói chung là sắp tới là mình sẽ có một cái vlog để từ thiện nha. À không phải, vlog để cho anh em biết được rằng cái số tiền donate của em đã đi đâu. Ok. Nghe chút mà nghe hắn lạnh ghê, nghe bê đê của anh có gì đâu mày. Trời ơi, tao chút rất là bình thường luôn á ba. Đó thì sắp tới thì sẽ có một cái vlog để cho anh em biết được rằng là cái số tiền mà anh em donate cho tôi đã đi đâu nha. Nha, ok. Được rồi. Đây, chào mừng anh em đã đến với tựa game Granny Remake 3.2.0. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ hóa thân thành một đứa cháu báo thủ, giống như cái cách mà mấy đứa báo anh nãy giờ. Ok, rồi chúng ta sẽ play thôi anh em ạ. Let's go baby. Tiếng to chưa? Rồi ok, tiếng to luôn thôi. Được rồi, let's go baby. Start nào. Medium. Ừ, tôi nghĩ là medium là vừa rồi. Được rồi. Let's go mấy đứa ơi. Ây da, sao lắc quá vậy ta? Sao cái game này nó lắc quá vậy? Cái game này nó lắc quá vậy? À đây hết rồi. Ok. Trong đêm khuya thanh vắng. Sao nó lắc quá vậy ta? À tôi phải từ tôi phải chỉnh lô hết thiệt á ta. Trời ơi khổ ghê á, nhà phát hành người ta đã tốn công tốn sức, người ta remake lại cái một cái tựa game để cho nó đẹp hơn, xong cuối cùng hả tao chỉnh đồ họa lô hết là phải chưởng á. Sao nó vẫn lắc vậy mini? Nó vẫn lắc vậy thôi, tao skip vào đoạn này đi. Ừ hết lắc rồi nè, trời ơi tại cái cảnh hồi nãy nó lắc má ơi. Được rồi, nghe lời Tùng anh em nhớ, nghe lời Tùng. Tùng bảo chúng ta là Tùng bảo chúng ta là nếu như mà chúng ta chết là chúng ta sẽ reset đồ đỉnh cao của mình, nó siro dùng để 8 ngày để đáp tin nhắn đứa còn lại thời bữa nay đấy. Bình luận bao giờ đúng mày Châu, đúng này, hợp lý này. Ừ, cảm ơn Châu nhiều nhá. Rồi nó gì đây, are you away? Oh what in the dream you must have had in my bed, I'm sorry but I had to leave you alone for a minute.
There is always so much how work to do. I know you don't understand any here. And I must say, I understand you anxiety. After all, nothing can compare to horror of the unknown, right? Let me tell you a little secret, my dear. I always dream of having a guest like you. My hunger wake up only a dark when the light barely begin to lick the window pan. It's not a question of ethics or morality, but rather cooking. My soup become the most delicious when you know what I mean, guys. Ok, hiểu rồi đó. Tao hiểu bà định nói gì rồi đó. Trời ơi, tao hiểu bà định nói gì rồi đó. Đọc tiếp nè. Vậy giỏi tiếng Anh đó chứ con gì nữa em anh mà. Nghe anh đọc tiếp nè. Đọc xong là mấy đứa giác ngộ luôn nè. I know you scared. You must be fighting it. Gì đây? Em không cần bạn kia chùi giùm đâu. Tại em rửa bằng nước mà không sao. Cho Châu qua rửa giùm Mina. Cho bạn cho Châu qua rửa giùm. Châu ơi, qua rửa giùm Mina nha Châu. But no, that my ass is not just her goal, it's ass. Ok. When I quit you, I'll do it with love. Just like any grandmother feel for her grandchild. So believe, accept the truth that you are not here in vain. You will serve correct cow. My super will become so delicious. That is sweetness. Will you fail event to the bitten test of your fear? May my love be with you, my dear. Đây là một tấm thư. Đây là một tấm thư của một người bà gửi cho người cháu yêu dấu của mình. Đó, nãy giờ thì tôi đọc là anh em có hiểu gì không? Đi dọc là anh em có hiểu gì không? Tôi cũng không hiểu quần què gì hết trơn á. Đó là anh em đừng cho tôi bị sắp ra. Tôi đọc chơi vậy thôi chứ tôi không hiểu quần què gì hết trơn á. Thì nói chung là cái tờ giấy á, cái tờ giấy này nôm na gốm gọn lại là người bà này rất yêu thương cháu. Nhưng mà người bà này hả, lỡ gõ vô cái đầu cháu một cái thôi. Má yêu thương lắm lỡ gõ cái đầu cháu mình cái thôi nè. Xong rồi hả, bà thấy có lỗi quá, bà đi nấu súp cho mình ăn. Bà kia mình đừng có sợ, sợ thấy bà tao luôn chứ không sợ. Ban đêm tao đi trong rừng cái bà quýt vô cái đầu tao cái cho tao đừng có sợ. Đó, nên là hả, bà kêu là em từ chối gì? Thôi, không sao đâu, đừng từ chối trời Mina, đừng từ chối mà em. Ở đó trong là đây là lá thư của một người bà yêu dấu gửi cho một đứa cháu của mình. Trời ơi, nói chung là bà tính là cái lá thư này là thể hiện được cái lòng yêu cháu của bà. Đúng không anh em hiểu không? Tôi đọc cái lá thư này sao rồi tôi thấy bà rất là thương tôi. Mà tại sao cái game này nó lại cho tôi một cái nhiệm vụ thoát ra khỏi nhà này ta? Tính ra là bà mà được chị là đỉnh lắm luôn á anh em. Bà là bà hơi bị thương tôi luôn á. Rồi ok. Gì đây? Hồi xưa chắc tiếng Anh quanh 10 điểm chứ còn gì nữa em, 10 điểm luôn. Ủa là sao để quăng cái bình cho anh em tôi? Tôi muốn chiêm ngưỡng cái nhan sắc của bà. Tôi nghĩ bà là một người rất là hiền hậu, một người có một nét đẹp lão, một người có một cái nét đẹp của phú bà, một cái người mà có một cái dung nhan hiền hậu, một cái người mà khiến cho người khác khi mà nhìn vào là phải xao xuyến, động lòng, chắc ẩn. Một cái người mà người ta nhìn vô là người ta chỉ muốn thét lên rằng ô, ai mà đẹp thế. Đấy, ơi bà đi ngoài cửa kìa. À G là để quăng đúng không? Rồi chui vô, ok. Bây giờ tôi sẽ được ngắm cái nhan. Má tao hiểu lý do tại vì sao tao cần phải ra khỏi đây luôn rồi. Tao hiểu lý do sao tao phải cần ra khỏi đây luôn rồi. Đây mình ném lại lần nữa cho anh em coi. Bà nói bà xin lỗi vì đánh cháu. Có nhiều người như cháu đã tới đây không muốn bị... Đâu gì đây? À Vân Quý Phi dịch giùm tôi luôn hả? Cảm ơn nha. Bà nói là bà xin lỗi đã đánh cháu. Cũng có nhiều người như cháu đã tới đây. Bà không muốn đâu. Nhưng thịt mấy cháu làm sức ngon lắm. Nên cố chạy nha cháu.
À là tao dịch sai đó hả? Trời, cảm ơn bạn Vân Quý Phi nhiều nha. Xin lỗi em, nhưng mà tiếng Anh của anh IELTS 10 chấm lận, nên anh không có thuộc. Má dơ quá, giỡn thôi, đi sai. Trời ơi, xin lỗi Châu với anh cũng giỡn thôi, chứ anh thấy nó dơ thiệt Châu ạ. Xin lỗi Châu nha. Má, giờ tao nghĩ là thấy nó dơ thiệt Châu ạ. Xin lỗi Châu nha. Rồi gì đây, từ từ, bây giờ là tôi phải ra đây, tôi... Giờ mình đẩy cái bàn được không ta? Từ từ, cái giường này mình có trốn vô được giống như... À, được. Cái giường này mình vẫn trốn vô được nha anh em. Anh chơi Hello Neighbor 2 Alpha 1 đi anh. Ủa anh em ơi, ví dụ mà bây giờ mà mình... Ui. Bà vô nè. Bà vô cái đầu cái vô nè. Bà vô nè. Tao làm cướp tranh gì bà không vô ta? Ủa có chắc là bà có vô không anh em? Bà có vô không? Trời ơi, bà đi ngang qua một cái phủ vàng luôn, bà không vô hả? Bà ơi. Ủa bà không vô hả? Chào bé Go, ôi chào Banchigo và Ruby nha, chào bạn. Ờ, có pha giao giúp đi anh là sao? Sao chú Go dùng filter sao ghê vậy? Trời, cái filter này đẹp gần chết ghê. Chị em dễ filter này hơi bị hợp với mặt của anh luôn á. Cái filter là cái filter độc quyền của anh luôn á. Trời ơi. Đọc tên em đi. Ừ, chào bạn phim con heo nha. Mà nội mình để cái tên kìa. Đặt cái tên đi mày. Sao bà không vô ta? Tao đóng cửa vậy không biết bà nghe không ta? Nhà vệ sinh nhà bà lớn quá. Nhà vệ sinh nhà bà rộng quá. Trời ơi, nhà này là nhà vệ sinh công cộng chứ nhà vệ sinh gì nữa anh em. Mình muốn có người yêu. Trời ơi, bạn Trường Nguyễn Văn ơi, bạn giống mình quá, mình cũng muốn có người yêu. Ôi. Ôi mà sao thấy bà đi nhanh quá bay? Sao thấy bà đi nhanh quá vậy? Ơi sợ nha. Trời, con tí bé bỏng đi sợ nha. Sao bà đi nhanh quá vậy? Ủa vậy xíu nữa tao giết tao chạy kịp không? Sao chạy kịp không? Không thấy bà đi vòng vòng ngoài kia kìa, bà đi nhanh sợ nha má. Sao tôi nghe tiếng bà ở dưới nè. Bà có lên không? Bà chạy chậm lắm anh. Không, tôi thấy bà chạy nhanh lắm anh em. Tôi thấy bà chạy nhanh phải biều luôn á, thề. Nhanh lắm. Trời ơi, tốc độ của tôi thua bà. Bà chạy chậm lắm hả? Thiệt không? Ủa sao anh thấy bà như trong suốt vậy anh? Đâu có đâu, bà vậy mà trong suốt ta. Thôi để tôi tin anh em một lần. Gì đây? Nay bạn Haraki không vào Leduo nên không ai đi báo anh cùng em. Không sao Honey nè ơi, em một mình em báo rồi là anh đủ mệt ẻ rồi. Có một bánh chanh nữa đây. À! Cái gì vậy bà nội? Cái gì vậy? Nó vừa quay qua đây, bà đứng trước cửa má ơi. Tôi mới thấy bà đứng trước cửa đâu mày. Bà đứng trước cửa phải không? Bà vô không? Tôi quăng đồ đó, bà vô không? Đây rồi, tiếng chân của bà. Đây rồi, bà vô rồi. Bà lấy đồ đi đâu vậy các bạn?
bà lấy đồ đi đâu vậy? Ủa bà lấy đồ đi đâu vậy? Ủa bà lấy đồ đi đâu vậy? Thấy bà tao rồi. Thấy bà tao rồi, tao chuẩn bị thấy bà thiệt rồi. Cái này tao chưa có thuộc bác tao đi, nó còn đén lắm bà ơi. Tôi chưa có thuộc bác tao đi, nó đén lắm. Thật sự á. Rồi bà lại lấy đồ đi nữa anh em ơi. Ủa cái game này là bà sẽ lấy đồ hả? Bà mang đi nấu súp lên cái gì vậy? Anh ơi, tìm mảnh chanh rồi ghép lại á. Nhưng mà quan trọng là giờ mảnh chanh ở đâu nè em ơi? Hồi nãy anh lỡ quăng cái mảnh chanh ra bà lụm luôn rồi. Bà lụm luôn rồi. Hình như bà là người sống theo chủ nghĩa nhặt được cua gơi tạm thời nhét túi không may lấy lại, tạm thời lấy luôn cái gì á. Tôi thấy bà chạy nhanh lắm. Ơi tôi chạy vậy bà có nghe tiếng không anh em? Tôi chạy vậy bà có nghe tiếng không? Anh trả lời nghe có câu quá, câu vô đài cây vô đài. Chắc là nghe có câu là gì, mình có ý nghĩa chứ được không? Mình có ý nghĩa chứ đi anh đi, mình ý nghĩa chứ. Ý nghĩa vô đài, anh trả lời một câu được không? Câu vô đài, đó thấy chưa? Ôi mình chạy vậy bà nghe được không anh em? Mình chạy bà nghe được không? Anh chơi phần máy, anh chơi phần remake em ạ. Bà chạy nhanh lắm anh ơi. Với bà có thể di chuyển đồ nữa á, khó chậm đường. Đâu ban đầu tôi tưởng đâu là nó chỉ giống như cười là bà ngoại ra đi bình thường thôi chứ. Nhưng mà không ngờ nó bình dương như vậy hả? Má nó bình dương hơn tao nghĩ của Vy ơi. Anh rồi, anh vá đảo được em tặng anh 100.000 làm kèo không anh? Ok. Có giới hạn buổi livestream không? Có giới hạn livestream không? Giới hạn trong livestream hôm nay thôi hay livestream ngày mai nữa? Nếu mà ông giới hạn cho tôi livestream ngày mai là tôi chơi tới bến với ông luôn. Ủa anh em, trên gỗ nghe được hả? Ok giờ tôi sẽ chạy thử, tôi test tính năng. Tôi test tính năng tại vì tôi mới chơi lần đầu, tôi không biết bạn sao, tôi test tính năng thử, tôi chạy trên gỗ thôi, các bạn có vô. Tôi test tính năng nha. Tôi ra tôi chạy trên gỗ thôi, các bạn có vô không? Bà biết khóa cửa hả? Em đã khó, bà còn biết khóa cửa nữa. Thôi bây giờ mình cho bà khóa cái tính năng đó của bà luôn được. Mình bỏ cái tính năng đó của bà ra được không? Mình dục được không? Trời ơi, cho tính năng bà khóa cửa vô nữa hả? Mấy ngày mày tao mới vô, tao thấy nó có cái điềm rồi. Có cái điềm là tao chuẩn bị ăn hành rồi. Mà giờ mình cho khóa cửa nữa. Cái gì vậy trời, đánh nhau banh gô gọi. Bây giờ mày đánh, bây giờ mày đánh với bà đi. Đây, em vô đánh với bà đi. Em vô đánh với bà đi. Nha. Anh cảm ơn em nhiều, em vô em đánh với bà đi. Anh em không dám đánh với bà. Ôi thằng nào nãy nói bà đi chậm vậy? Thằng nào nãy nói bà đi chậm vậy? Bà phi như gió vậy trời ơi, là lướt như gió vậy trời. Không anh, bao nhiêu cái like cũng được. Ok luôn, không báo nha. Mai phá đảo liền nha. Hôm nay mình làm quen với em. Nay làm quen với em, làm quen với map. Nhưng mà đây cho nằm vô cái giường này nãy giờ đó. Tao nằm vô cái giường này nãy giờ chắc khoảng là 10 phút rồi đó. Thằng nào kêu bà chạy chậm vậy? Trời ơi, bà phi như trong gió gì đó. Bà phi như gió, bà cửa chó, bà chạy vòng luôn á. Trời ơi, nào kêu bà chạy chậm vậy? Trời, tôi lại, tôi bay luôn á. Thằng nào kêu bà chạy chậm vậy? Bà chạy nhanh vãi ò. Bà chạy nhanh vũng lại luôn. Anh ơi, sao em tua không được hả? Em muốn tua, em coi cái livestream mới nhất của anh ở trên kênh Chigo Official của em. Còn cái này ở đâu coi video mới nhất? Còn cái này là livestream mà đâu có tua được đâu em. Nghe tiếng chân bà đi.
sợ quá mẹ, tôi sợ quá, tôi sợ quá. Tôi nhìn mặt bà tôi sợ rồi. Tôi nhìn mặt bà tôi sợ rồi. Tôi chưa cần ra chạm chán bà luôn. Hani, con nhỏ sơ hở là bị đô chì chiết buồn cho sợ đâu. Có chì chiết Hani đâu. Không hề chì chiết luôn á Hani. Hani nói gì? Không hề chì chiết Hani nha. Không hề chì chiết Hani. Ok. Vậy là bây giờ chúng ta đã xác định được một điều. Nếu như chúng ta bước trên gỗ, bà có thể nghe được tiếng chân của chúng ta. Remark mới đầu game thôi mà bà hát map hơi nhiều rồi. Chứ còn gì nữa Châu. Bà hát phải ồ luôn á. Bà mua bản cheat. Bà mua bản cheat 50 ngàn rồi. Bà không có xài cheat free giống tụi mình nữa. Bây giờ là bà mua bản hát 50 ngàn rồi. Cái bản hát này là không có bị khóa ạc, không có bị ban. Bà mua hát rồi, bà mua nào là hát chạy nhanh nè, hát hát nhìn xuyên tường nè, bà mua luôn cả hả hát hát nghe tiếng động một cách chân thật nè. Bà hát rồi, tôi nói rồi, bà hát rồi. Bà chẳng những hát mà bà còn nạp đô la hằng trưởng nữa. Bà đang đi bước bên phải. Bà đang đi ngoài hành lang anh em. Cái gì vậy, cái quần què gì vậy, cái quần què gì vậy, cái quần què gì vậy à? Cái gì vậy? Mọi người khi mà vừa vô game tôi đã khen bà. Tôi xin lỗi mọi người bởi vì khi mà vừa bắt đầu game tôi chưa biết cái quần què gì á. Tôi đã bắt đầu khen bà đẹp lão ơi. Cái quần què gì hả? Trời ơi. Ổ bánh ốc lôi lìa luôn em là này. Sao bà hay gớm quá vậy? Ngồi xuống bà không nghe được đâu anh, mình chắc không? Cái này cái gì vậy? Cái này cái gì nè anh em? Cái này cái gì nè anh em? Cái này cái gì vậy anh em? Cái gì vậy anh em? Sao lắc vậy anh không biết nữa, tự nhiên anh nhìn cái này nó bị lắc cam à. Bà yêu thương cu nhất thôi ơi, từ chối tình yêu thương này. Bà chạy bằng ba tin chứ đi gì nữa. Ơi con gì nữa sao đi. Nhìn cách chạy này không phải là cách chạy của người bình thường. Cách này là cách chạy của người Bình Dương em à. Bà vô đây không? Bà vô đây không? Bà đâu rồi, bà đâu rồi, bà đâu rồi. Anh bấm hồi bà dí đó không sao, tôi tin là cái này không dí. Mở cửa hầm cầu thang hả? Cái này định mở cửa hầm cầu thang, từ từ để mình quăng xuống đây đi cho bà xuống dưới. Thấy bà tao rồi chưa, ngựa, ngựa ngựa, ngựa ngựa. Ai mượn nha cô, ai mượn nha cô.
Rồi ai mượn mà nhảy xuống vậy? Nói đô la thần trưởng thì bà đối thủ sanh ra để dành cho trời đó. Nghe tiếng bà kêu ai mượn. Ừ anh đến. Đi sợ vãi kiếp luôn này. Ngựa lắm, ngựa lắm. Nhìn anh xong em muốn đầu đầm. Đấu đầm anh ghê, đấm đầu anh ghê vậy. Cái đầu của anh là cái tóc này là cái tóc là lỗi, tóc tai nạn. Nha, tha lỗi cho anh. Này anh bị tai nạn thôi. Nhảy từ độ cao thì dễ bị què chân nên ừ anh thấy anh bị què chân rồi, nhưng mà anh quan trọng là giờ bà đi đi xíu. Đi đi bà ơi. Ok, anh em nói là đi bộ bình thường thì sẽ bà sẽ không nghe tiếng đúng không? Ở đây tôi có coi nhiều trên YouTube lắm nè. Ui tao coi rồi mà tao giữ giật mình nha bay. Cái đồng tiền để làm gì anh em? Cái đồng tiền để làm gì anh em? Cái đồng tiền để làm gì anh em? Cái đồng tiền để làm gì các bạn? Cách để chúng ta không bị ngã thì chúng ta phải không bị ngã. Không! Cách để chúng ta không bị ngã là chúng ta phải ngã. Tại ngã rồi không ngã được nữa. Hợp lý không? Quá hợp lý. Cái đồng tiền này làm gì các bạn? Má đồng tiền này nó không thể dùng được. Đồng tiền này không thể dùng được. Đây, anh sẽ chơi chiến thuật này với bà. Bà ơi, con muốn báo cáo con thằng nhảy lambada bên đây bà ơi. Bà ơi, bên kia có thằng nhảy lambada thì sao bà không lên kiểm tra bà? Má tao chưa xuống dưới tao khám phá được dưới luôn á. Bà tao chưa xuống dưới tao khám phá được dưới luôn á. Bà ơi, chưa gì bị tâm lý ngay từ đầu rồi. Chưa gì mới vô game bị tâm lý rồi. Đây bà lên rồi, bà lên rồi, bà lên rồi. Cơ hội để chúng ta trốn vào tủ. Nam mô A Di Đà Phật. Cơ hội chúng ta trốn vào hổ. Ui, hồi Nam mô A Di Đà Phật. Đây bà xuống rồi, bà xuống rồi. Lên trên lại đi bà, nobody here. Lên trên lại đi bà, nobody here. Bà ơi, nobody here. Trời ơi, bà cầm cái máy của tôi đi rồi. Thấy bà rồi, bà cầm cái máy đi rồi anh em. Đừng gào hét tên nữa, Hân bị U Mê lách binh ơi. Rồi anh đang chơi game khổ lắm em ơi. Để bữa nào tôi tuyển người chuyển gì trong cái kênh chat nha anh em ạ. Nếu anh giục đồ trong lỗ đó thì bà đâu lấy được đúng không anh? Đúng rồi. Nên anh đang định là lấy hết đồ xong anh chui lên lỗ đó anh giục, nhưng mà lỗ đó hơi xa em ạ. À chưa à? À chưa à? Sao bà ngu? Khổ. Sao bà
Sao bà, sao bà già cả bà lẩm cẩm hay sao anh em mà bà không thấy tôi rồi đấy? Chúng ta lấy được một cây tu dít. Cây tu dít. Tôi biết cây tu dít để làm gì rồi. Hồi nãy tôi thấy cái thùng tu dít. Cây tu dít đầm ôi gì đầm Phật. Tôi thấy được cây tu dít rồi. Yeah. Tôi thấy được cây tu dít đầu tiên. Tuyền em Tùng cầm cờ lê xanh du tích được không? Thôi em Tùng cầm cờ lê xanh xong rồi hả em Tùng comment kêu chơi map của em Tùng đúng không? Em Tùng mới mở comment cho mấy bạn chơi đúng không? Thôi em Tùng chờ đi. Gì đây anh tỉnh người kiếm gì cả, em ứng một slot nha. Tùi anh em ạ. Tôi Tùng chờ đi Tùng. Chưa biết anh đi, anh chưa biết em tiện ai nè, thì anh có một vài người bạn quen á. Tùng chờ đi Tùng ạ. Tùng chờ đi, map của Tùng chuẩn bị được được lên sóng bây giờ đó Tùng. Chuẩn bị vài ngày nữa là anh tổ chức giải map của Tùng nè Tùng. Tùng chờ đi. Oh shit bà kìa. Cái thùng này hình như nó không nghe tiếng, không vài đồ mà không nghe tiếng hay sao các bạn ạ. Đồ ở đây không? Ok, bà sẽ ra đây. Bà sẽ ra ngoài. Ghiền quá bà, thề ghiền quá bà. Thùng xăng đổ vô xe đó anh. Ừ đúng rồi, nhưng mà tôi thấy cái cửa nó dễ hơn hay sao á bạn ạ. Tôi thấy đi bằng cửa dễ hơn bằng xe hay sao á. Anh chơi game gì, anh đang chơi game bà ngoại Danny Remax anh em ạ. Anh em coi chứ cái phần tiêu đề nó có tên game á. Cầm tôi giết anh ơi, đây tôi giết đây. Giờ là cầm tôi giúp để trao đổi với bà một bột đúng không? Đánh nhau với bà đi anh ơi. Em cũng sợ bà, em không dám mà. Thôi em vô em đánh giùm anh đi. Em cảm ơn em. Dạ cảm ơn anh nhiều luôn á. Nãy giờ nhận ra đôi khi bà ngoại nuôi nãy bị lãng tai rớt cái thùng mà bà có quay lại xin. Ừ đúng rồi. Không, nhiều khi cái thùng đó nó không có tiếng anh em. Bà ơi, bà đừng xuống bất ngờ như vậy bà. Bà chui vô cái lỗ được không vậy anh em? Bà chui cái lỗ được không vậy? Ê bà chui cái lỗ được không vậy? Bà chưa có lỗ được anh em. À ok hiểu rồi. Vậy là bây giờ phải tập trung đồ về cái phòng nhỏ đúng không? Ủa thật ra là tập trung đồ vào cái phòng nhỏ dưới đây cũng được mà, đúng không Châu? Đâu cần phải cái phòng nhỏ ở trên lầu đâu. Cái phòng nhỏ này được mà, đúng không?
phòng này sao anh em? Cái phòng này sao vậy? Nó lâu à? Anh đang chắc không? Hả? Tôi đem tôi vít lên lầu nhé. Chứ tôi nhìn bà tôi cũng rén quá. Bà phi như Honda vậy. Ôi, 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 ôi. Thì em nói phòng anh đứng á, bà không chui vô được, đỡ mất đồ chứ đi kiếm nó oải. Được không? Cái phòng này bà chui vô được không? Cửa khó hơn hả? Từ từ anh em chờ tôi xíu. Tai nghe tôi bị... Các cái nói bà nó rồi. Cô Ba Đảo à, nhà anh em trốn nợ. Mày đưa đấy tao làm gì nhiều mà mày đi trốn nợ. Từ từ anh em ạ. À. Tôi chết rồi. Ô thay nghe tôi. Em nghĩ mang tên mất chui lỗ đâu, chui lỗ nữa nghỉ game chơi lại, chắc không? Sao có mấy bạn kêu không được, Trúc ơi, có mấy bạn kêu là không có được. Anh em chờ tôi xíu nha. Ủa, sao tiếng game mất tiêu rồi anh em ơi, thấy bà tôi rồi. Tôi đang chơi độ khó normal á thì tôi sợ anh em kia là chui lỗ được là cho độ khó khó hay sao á. Ừ tao nghe tôi đang bị hư anh em chờ tôi xíu. Cái cách mà bà già cái gì bà bắt tôi vô đây mà. Tính ra là bà vừa già mà bà vừa bắt cóc luôn á má. Ủa chưa được luôn. Ok á. Ta nghe này sao vậy, vợ chứng hay nha lúc này à. Không có tai nghe tôi vậy nè, mà cái tai nghe tôi lâu lâu là nó sẽ bị vậy á. Nên là tôi phải cắm ra cắm vô liên tục vậy nè. Chắc sắp tới tiền về mua tai nghe mới luôn các bạn ơi. Tai nghe tôi đang hết cứu anh em, mà anh em chờ tôi xíu, tôi lắp cái tai nghe vô cái bạn, tai nghe tôi đang hết cứu rồi. Má, tai nghe của tao đang hết cứu rồi. Ừ, tai nghe tôi đang hết cứu, anh em chờ tôi xíu. Cái game này mà chơi không nghe tiếng thấy bà luôn. Đây rồi. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, hết rồi, hết rồi, hết rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Ý mấy bạn trả lời không anh là không chui lỗ được á, chứ không phải là không giấu đồ được, chứ chui lỗ ai chơi được. À thế à? À ok ok. Cái giấu đồ đây, nãy trên kia thấy cái lốp xe nữa. Hồi đó trên kia tôi thấy cái lốp xe nữa. Bây giờ anh em kêu tôi đi cái đường xe đúng không? Ok ok. Anh em kêu tôi đi cái đường xe, tôi sẽ đi cái đường xe. Ok.
Chưa bật tiếp game gắn. Đây bật tiếp game rồi nè, bật tiếp game rồi nè. Đây 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 đây. Ok anh em kêu tôi đi đường xe đúng không? Ơ sao quăng vào không được? Hay quay hay hay quăng đại một góc này nhỉ. Ừ. Tôi nghĩ nó nên như này các bạn ạ. Sao bà dễ thương vậy, sao gu mày mặn quá vậy? Bà vậy mày khen dễ thương, sao gu mày mặn quá vậy? Mình cái nhà này có đồ không ta? Bên cái nhà đó bà có nguyên cái tầng hầm để đi qua đây luôn hả? Ủa cái nhà này có nguyên cái tầng hầm luôn anh em ạ. Bà đang ở ngoài. Luật khi chơi này anh, không được đụng dây chung mấy cái lon, bả không chui lỗ được. Anh cầm đồ và càng nặng thì chạy càng chậm chứ anh em ạ. Ok Vân Quý Phi nha, cảm ơn bạn Vân Quý Phi nhiều nha. Cảm ơn bạn nhiều. Xìa xìa. Ok, bà không thấy tôi, bà không thấy tôi, bà lên đây, bà không thấy tôi. Bà không thấy tôi, you can see me, bro. Sao bà cu te thế? Má cái gu mày mặn lắm luôn á, anh nói thiệt á. Mày nên khám lại tâm lý nha, cái gu mày mặn lắm á, rất mặn luôn á. Mới sao khen bà dễ thương được luôn. Game này có stamina không các bạn? Game mày chạy được thoải mái mà đúng không? Hình như xa quá bà không nghe thấy tiếng mình đạp gỗ cái gì các bạn ơi. Hình như xa là bà không nghe thấy tiếng mình đạp gỗ đúng không? Đúng không bạn? Sao lắc vậy anh? Tại game nó không vậy em à. Để anh chỉnh xuống lô hết cho đỡ lắc. Rồi anh nghĩ như này đỡ lắc hơn rồi nè. À cái này là tầng hầm đi qua cái chỗ hồi nãy. Thôi anh sồ lai như vậy cho mọi người. Ok Mina nha, chúc Mina ngủ ngon nha em ơi. Ê bà bị cận bây ơi. Bà bị cận tao đi vậy bà không thấy tao. Á đù. Đúng ta phải bà bị cận không ta? Tao đi vậy bà không thấy tôi anh em. Lắc quá anh ơi, đâu hết lắc rồi nè, hết lắc rồi nè. Em kiếm ra 15 phút lý 20 câu trắc nghiệm mà toàn tính không. Còn 6 câu cuối em lụi. Sợ tạch của anh không sao em ạ. Tạch môn này còn môn khác mà em yên tâm. Còn môn khác đem tạch nữa yên tâm đi. Ok bây giờ là mình biết được cái đường hầm này là cái đường hầm mới đi qua cái hầm ở bên cái nhà nhỏ bên kia. Ôi. Ok bây giờ đầu tiên thì chúng ta phải biết đường của cái nhà này trước đã anh em ạ. Phải thuộc đường ở cái nhà này trước đã. Má bà đang đi trên đầu tôi luôn á. Cái game này cái tiếng game nó cứ bị lạ anh em ạ. Nghe không rõ được. Ui 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 ui. Má chạy nhanh vậy? Thề chạy nhanh lắm luôn á. Không có chạy lại đâu. Bà mà dí ra từ đầu là không có chạy lại đâu. Thề không có chạy lại bà đâu anh em.
Bây giờ tôi phải biết hết tất cả những đường đi của bà trước đã. Không, để tôi tổng hợp hết tất cả món đồ tôi đem xuống đây tôi để các anh em ơi. Trời má ơi. Trời má ơi, cái đồ đó không có cái tủ nào hết anh em ạ. Tức là mình mà bị bà dí ngay cái đoạn đó là chỉ có ý ỏi thôi á. Wow. Là ví dụ mà bà dí mình ngay cái đoạn đó là chỉ có ý ỏi thôi đó, chứ không có chạy được. Biết sao không? Chị chiến anh đi là một niềm vui. Bà lực điền quá. Trời, bà lực điền vậy bà mới gõ phát nào giác ngộ phát đó đó anh em. Sao có cái mê cung dưới đây vậy? Tôi xin núp ở đây. Tôi xin núp ở đây. Bà không vô được. Bà không thấy tôi. Ok. Tôi xin núp ở đây. Bà không thấy tôi. Shit. Tôi núp ở đây. Bà sẽ không thấy tôi. Nam mô Di Đà Phật. Ok, bà sẽ không thấy tôi, 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 bà sẽ không thấy tôi. Anh ơi, em nói với con bé em là gái rồi mà nó không tin em cứu em với lại. Có mệt nhanh. À có mệt hả? Có stamina hả? Vâng quý phi, không sao đâu Vâng quý phi, giờ nói chung mình là gái mình biết được rồi, mình là con gái thì chỉ cần mình biết được rồi. Mình không cần giải thích cho anh là gì, bây giờ trên mạng xã hội cứ 10 tấc đất là cứ 10 tấc đất là sẽ có một đứa gái trai giả gái mà. Nên là tụi nó không tin đúng rồi. Có nút nhảy mà anh. Ừ có nút nhảy. À là mình nhảy qua mấy cái dây này được đúng không? Đủ. Ơi game này ngon nha. Cái này cái gì vậy? Ồ có một cái bánh xe ở đây nè. Cái bánh xe này mà khiêng lên trên chắc cũng ói ỉa anh em ạ. Trời ơi sao lon nhiều thế. Có một cái bẫy ở đây tức là bà đã từng đi qua đây rồi. Ôi một cái bánh xe ở đây nữa. Nói dưới đây là cái chỗ giấu bẫy của bà anh em ạ. Chết tao ngu rồi. Tao để bánh xe ở đây chứ bà lùm cái bánh xe của tao đi. À không sao. Tôi sẽ để bà lùm bánh xe đi. Để bà đem bánh xe lên trên.
Đúng rồi, mình sẽ lợi dụng bà để bà đem cái bánh xe của mình lên trên. Ơ kìa bà, sao đâu lấy bánh xe, bà lấy cái tấm gỗ làm cái gì? Bà ơi, bà đừng lấy tấm gỗ, bà lấy bánh xe giùm con gái. Rép em, ừ cho bạn Vinh Lê nha, rép rồi nha, bà uống tăng lực đó anh. Ừ bà chạy nhanh lắm Đào Trang, bà chạy cực nhanh luôn á. Còn 3 ngày nữa thi lên đai rồi. Ủa Hân, sao hôm bữa anh nghe nói là hôm nay em thi lên đai mà Ngân? Bữa anh nghe nói là em thi lên đai mà Hân hôm nay mà. Check xem xét các loại máy hả? Tôi đang tìm hiểu map anh em ạ. Ngày hôm nay tôi chơi là tôi không phải chơi để phá đảo, mà tôi đang chơi để tôi coi làm cái game này nó đang có cái công những cái mà trong cái game này nó đang có công dụng gì, từ máy móc cho đến map. Đầu tiên là tôi phải thuộc map trước. Anh em cứ từ từ, đầu tiên là tôi phải thuộc map trước đã. Tìm tất cả bánh xe để lắp vào xe hả? Đây, anh đang lợi dụng bà để bà đem cái bánh xe lên trên nè. Ok, sao bà vẫn còn cầm tấm gỗ vậy? Rồi bà đi bên đó, mình đi bên đây. Ok, đem được thêm một bánh xe về. Rồi bây giờ là còn một cái bánh xe nữa. Còn một cái bánh xe ở dưới nữa anh em ạ. Má cái map này nó to vãi anh em, mà cái map của cái game nó to vãi luôn á. Dưa hấu là để trên cái máy kia đúng không? Tôi biết nè, cái dưa hấu là để trên cái máy đó. Dưa hấu là mình sẽ để trên cái máy chặt kia, để nó chặt ra để mình lấy chìa khóa đúng không? Mà biết xe để chỗ nào không? Không biết. Hai anh em kêu nó xe dễ hơn. Mai like không anh ơi, tối nay em canh chúc mừng sinh nhật anh lần 2 đôi đấy tiếp. Có chứ Honey, có chứ, mai thứ 6 có like mà, chỉ có thứ 7 anh không like thôi. Ở đây ba anh phải đi ăn sinh nhật với hội bạn thân. Chết rồi này. Chết, tao đi lộn đường rồi, tao đi lộn đường rồi. Anh dụ bà xuống hầm cầu thang, lên lầu, xong dùng cái điều khiển từ xa của khóa là từ xa khóa vào là xong. Ồ, là mình nhốt bà vĩnh viễn hả em? Là anh nhốt bà vĩnh viễn cho đó đúng không? Là cái chỗ đó, cái chỗ mà anh nhốt được bà vĩnh viễn luôn đúng không? Rép em mời chào bạn Thanh Nguyễn nha, đi ra ra ra. Từ từ Nguyễn ha, Nguyễn Di R ơi. Tôi đang tập hợp hết đồ vô cái phòng đó đã. Lấy bánh xe để thoát bằng xe anh em. Lấy bánh xe để tôi thoát khỏi bà bằng xe á. Ok. Ok. Mình khóa cái nút đó lại là bà có ra được không? Hay là bà đứng ở trong luôn? Tức là mình dụ bà xuống cái hầm ở dưới cầu thang, mình cái phòng dưới cầu thang là mình bấm cái nút đó là khóa bà đó luôn hả? Hay là bà ra được? Em thấy có vẻ bà đang chơi đùa với anh là giống chơi đùa dữ chưa? Hổ Huyền, thấy giống chơi đùa dữ chưa em? Thấy giống hai bà cháu đang chơi đùa một cách gần gũi chưa em? Gara gần cái cửa có đèn màu đỏ. Ok, nhưng mà tôi chưa có chìa khóa bạn ạ. À bà ở trong đó luôn à? Không ra được à? Uầy, má vậy mà hồi nãy tôi vứt mẹ cái gì ta? Cái nút rồi.
Shit, tôi bước luôn cái điều khiển rồi. Chắc là bà ra được không? Chắc là bà không ra được mấy đứa. Vậy để tôi nhốt vô xong rồi cái bà chạy ra được nữa cũng như không á. Rồi đó, đúng rồi. Bà nên đi qua kia. Lấy cái bánh xe rồi đi lên. Ok, rồi có cái bánh xe rồi. Bà ở trong luôn hả? Chắc không? Em có tự tin không? Anh Rô chơi gà quá, tôi chưa thuộc map mày ơi. Tôi chưa có thuộc map. Tôi đang ở trong quá trình là tao tìm hiểu map thôi. Nhưng mà đây phải đi thu thập đồ ấy nè. Má, cái điều khiển mà giấu ở đâu ta? Bà nói thấy bà lấy cái điều khiển ra ngoài nhưng mà không biết bà giấu cái điều khiển ở đâu hết. Bà ra được hả? Má, cái điều khiển mày giấu ở đâu ta? Trời ơi, bà đem bà cái điều khiển đi đâu rồi? Chỗ tủ nãy mà anh chui á, chỗ tủ nãy mà anh chui là tủ nào em? Tủ nào? Anh đi tìm bình xăng, anh có bình xăng rồi em. Anh có bình xăng với ba cái bánh xe rồi, bây giờ còn thiếu một cái bánh xe nữa thôi. Anh già quá, cần hai chỉ không? Thì già mới cần chỉ nè, ní chỉ đi. Lý chủ nhật mà anh ơi, mới ôm được có tí xíu tự nhiên thi luôn rồi. Ủa? À chủ nhật hả? Ủa? Không sao đâu mà. Mình có tài, mình không sợ. Ủa? Bà giấu kỹ lắm. Là mở mấy cái tủ đúng không anh em? Một bình không đủ á. Hoài, thế thì phải đi kiếm thêm mà. Nhanh thì chưa, tôi nghĩ là chìa khóa nằm trong cái gì hấu á. Tôi biết cái gì hấu ở đâu luôn rồi. Cho bà đi lên lầu đã, chúng ta xuống dưới chúng ta tìm. Ở dưới tôi không thấy tụ để chốt. Anh cái bình chưa. Trời ơi, tao mới tìm hiểu map, tao thuộc map rồi à. Chú có tìm được gì hết trơn á. Hình như bà đang lên đi mà. Bà đang lên đi sao á. Nghe tiếng bà cười. Má, tao nghe tiếng bà cười. À, sao bà lại vào đấy? Con gây tí đồng tôi đây đâu? Dưới hầm cầu thang là chỗ nào ta? Chỗ nãy tôi anh thử nhốt bà đi, tôi đang tìm ra cái cần điều khiển đó anh em. Trời ơi, nãy tôi có cái cần điều khiển mà tôi để bà lấy đi mất rồi. Cây thì tự nhiên nãy tôi để bà lấy đi mất cái cần điều khiển của tao ấy à. Ui ngu ghê luôn á. Tự nhiên nãy để bà lấy đi mất cái cần điều khiển. Trời ơi. Mình đóng cửa vậy bà nghe không ta? Anh rén rồi đi ngủ đi. Rén nãy giờ luôn rồi đó. Em rén nãy giờ luôn rồi đó. Nhưng mà đang rén đó. Rén nhưng mà phải rén đó.
chơi rồi Danny lần nào cũng vậy, chơi tôi phải chơi hai stream mới phá đảo được. Tại vì thứ nhất là tôi phải tìm hiểu về Master, vì khi mà chơi Danny là tôi hầu như là tôi chơi chay, tôi không có coi bố con nào chơi trước hết trơn á, có hay chăng thôi tôi chỉ coi có một đoạn ngắn kiểu mấy bạn hay up trên top top rồi hay up ở trên mấy cái mà short ngắn đồ thì tôi coi được thôi. Chứ tôi là tôi chơi chay nên là khi mà tôi vào trong một cái game Danny là tôi phải chơi tận 2 ván. Tôi phải chơi 2 stream thì tôi mới có thể phá đảo được, tại vì căn bản là tôi phải tốn một stream để tôi làm quen với map, tôi làm quen với số đồ và tôi phải biết được những cái công dụng của mấy món đồ. Đó, đó lý do tại sao chơi 2 stream đó. Kiểm tra hết gầm cầu thang rồi gom chìa khóa. Thế à? Ở chứ đừng có cây, không sao anh có nước rồi. Anh có trà chanh rồi em ạ. Bà đâu? Lên đi bà. Ok bà đâu? Ơ? Đây bà đang lên này. Bà đâu? Ừ đúng rồi, đi qua kia đi bà, đi qua kia đi. Cút cút cút, chưng cút chưng cút. Đúng rồi, chờ chờ bà lên nãy giờ. Ôi shit. Vậy? Bà chạy nhanh vãi cứt luôn á, thằng nào kêu bà chạy chậm vậy? Bà chạy nhanh vãi luôn, bây giờ mình lấy cái mỏ mình cạp cái dưa hấu này để cho nó la chìa khóa được không bay? Chứ thôi bà chạy nhanh quá kỳ. Ok được một cái chìa khóa sếp kỳ. Sếp kỳ hình như là ở dưới dưới tầng hầm anh em ạ. À. Đây cái tủ an toàn tôi nhớ là nó nằm dưới đây. Cái tủ an toàn tôi nhớ nằm dưới đây, từ từ. Để chắc ăn hơn thì ok, để chắc ăn thôi, để chắc ăn thôi. Sao cái tủ xếp kỳ nó kêu to dữ vậy? Cái tủ xếp kỳ nó kêu to dữ vậy? Ủa rồi padlock là chìa khóa gì anh em? Padlock là chìa khóa gì vậy? Padlock là chìa khóa gì mới đi? Padlock là chìa khóa gì anh em? Anh có ác quỳ chưa? Chưa, giờ đang đi tìm nhiều thứ lắm, còn nhiều thứ chưa có lắm. Bắt nó là chìa khóa gì vậy các bạn? Chìa khóa cái sắt tôi mở rồi, chìa khóa cái sắt tôi mở rồi. Mấy anh em nào có thể cho tôi biết cái bắt nó là chìa khóa gì không? Chìa khóa cửa hả? Cửa nào? Cửa nào? Cửa nào anh em? Bà ngoại chạy nhanh vãi luôn á bà. Chìa khóa gì? Cửa chính hả?
Chắc cửa chính không cần đâu ha. Chắc cửa chính không cần đâu ha. Trong anh chơi gà quá, tại tôi đang bảo toàn tính mạng anh em. Tôi đang đã nghe đứa nào kêu chết phát là reset lại đồ. Tôi cũng đang hơi rén. Ừ, với cả mọi thang của chỗ mở mà nãy tôi lỡ tôi quăng cái máy mở cầu thang đi anh em ạ. Vãi trưởng thì tôi chơi ngu. Bà vô lại nè, đó. Bà lụm chìa khóa nè. Đó, rồi bà đi bà giấu cái chìa khóa nè, đó. Bá lóc tôi không cần. Chìa khóa bá lóc tôi không cần, cửa chính tôi không cần. Tôi cần cái chìa khóa này nè. Master key. Mà master key là chìa khóa gì nữa vậy các bạn? Alo. Mà master key là chìa khóa gì nữa vậy anh em? Là gì anh em? Đây, lượm được bốn bánh xe rồi. Ấy ví dụ như mà mình gom hết đồ mình để cái phòng nhỏ này xong lúc mình chết là những cái đống đồ này sẽ bị reset đúng không anh em? Đúng không? Gom hết đống đồ này mà mình chết là nó sẽ reset hết cái đống đồ đó của mình đúng không? Cái anh cầm mở một cái. À cái bánh xe để sau rồi má. Đi ra tôi đang đi thu thập cái bánh xe à. Làm gì có một cái đồ vật nào từ. Gì đấy cháu? Cháu làm gì đấy? Làm gì có một đồ vật nào sinh ra trong game kinh dị vậy mà không cần không dạ có mà. Cái hồi mà tôi chơi cái Granny đó. Cái hồi mà tôi chơi cái Granny 1 với Granny 2 đó. Có những món đồ mà mình ví dụ như mình lựa trực thăng. Mình bay trực thăng thì có những món đồ mình đâu có cần. Còn ví dụ mà mình lựa đi cửa chính thì có những món đồ mà bay trực thăng mình đâu có cần đúng không? Ôi. Tao báo rồi. Anh chơi game anh có sợ không? Có sợ em ơi. Chạy mệt ẻ thôi chứ không có sợ. Anh đi theo sau bà sẽ biết bà giấu đồ ở đâu đó. Nhưng mà quan trọng tôi đi theo sau bà quay lại bà subscribe motherfucker cái chết tao luôn á. Có cái master key rồi nè. Có một cái thùng xăng này nè. Có một cái tu dít nè. Cái tu dít này như tôi nhớ không nhầm là mở một cái tủ. Như tủ trên lầu, tôi nhớ không nhầm là tủ bên đây nè. Má bà tới, từ bà tới. Bà tới. Đây rồi.
Làm sao đo anh can đảm lên, bây giờ tao can đảm lắm tao mới dám chơi á. Chứ tao không can đảm mà tao tắt game nãy giờ rồi. Không can đảm tắt game nãy giờ rồi đó má. Trời ơi. Ý à. Các bà có nghe tiếng ốc rơi không nhỉ? Hình như không các bà nè, như bà không nghe tiếng ốc rơi sao? Đây ai vừa kêu tôi kiếm cái kiếm đấy? Có kiếm luôn rồi. Ây da. Có kiếm luôn rồi. Quan trọng em này có bao nhiêu mạng với anh thuộc map như nào nữa. Quen map rồi thì ngại gì mất đồ. Ừ đúng rồi. Quan trọng là cái game này tôi chưa có quen map. Tôi chưa biết mấy cái chỗ giấu đồ của bà. Chứ tôi biết hết rồi tôi không có ngại anh em hiểu không. Tôi biết hết rồi tôi đi mạnh luôn á. Má tao biết hết rồi tao không có đén gì đâu bay. Tao biết rồi tao không có ghén gì đâu. Đi giờ đi cắt hầu dao nè. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Thời, cái tiếng lúc bà dí nó ghê vãi chữ luôn á. Cái tiếng mà lúc bà dí mình nó má ghê vãi. Ra đây bà ơi. Ok. Ủa cắt cầu giao điện chi vậy anh em? Cắt cầu giao điện chi vậy? Cắt cầu giao điện để làm gì vậy anh em? À để mở cửa chính hả? Tắt cầu giao điện rồi cái cửa với tầng hầm còn mở được không anh em? Ôi! Má nhiều cái tôi không biết quá anh em à. Tôi nghĩ chắc là phải livestream sau tôi mới phá đỏ được game này rồi. Nhưng mà nói chung là nhìn chung là cái map này tôi thuộc rồi đó. Nhìn chung là cái map này tôi thuộc rồi đó. Nhìn chung là cái map này tôi đã thuộc rồi. Nhìn chung là map này tôi thuộc rồi, tôi đi vòng vòng hồi tôi thuộc rồi. Vậy là bây giờ là cái bắt Lucky là để mở cái cửa xe đúng không? Mở cái cửa đi vô vô xe đúng không? À, xấu đồ ở đâu ấy nhỉ? Mẹ bà xấu đồ ở đâu đấy? Rồi, ok, nhìn chung là tôi đã thuộc map này rồi đó các bạn ạ. Nhìn chung là tôi thuộc map này rồi đó. Ok, ok. Ok các bạn ạ, nhìn chung là tôi đã thuộc map này rồi.
Nhưng mà để phá đảo trong ngày hôm nay thì hơi khó, bởi vì mình like 2 tiếng rồi. Bây giờ mà tôi không ớp thì có chuyện đấy các bạn ạ. Nên là chắc là ngày mai tôi phá đảo game này nhá. À không, ngày mai là tiếp tục game Pico Park tuần sau. Hứa với anh em live stream, live game này tuần sau tôi phá đảo game này cho anh em xem. Ok nhá. Còn bây giờ thì 2 tiếng thôi các bạn ạ. Thôi bây giờ chắc là tôi cũng phải ớp stream cho anh em đi ngủ đây, đúng 10 giờ rưỡi luôn rồi. Thôi chúc anh em ngủ ngon nhé. Và hẹn gặp lại anh em vào buổi live stream lần sau. Bye bye. Mẹ muốn làm anh hùng cùng những đồng minh bảo vệ cái đúng. Từng làm những trò điên khùng, từng nắm trên tay những cây súng giấy. Khi nhìn về thời thơ ấy, tao đã từng cháy, từng bay, từng nhảy. Nhưng những điều đó tao không còn thấy và cũng không hay từ bao giờ tao lại thế này. Đôi tay gầy và chỉ nắm lấy những bông hồng đỏ đầy gai. Con đường này mãi mãi những nụ cười xưa không còn thấy lại. Sự ngây thơ từng chờ phép màu xuất hiện đưa đôi tay phải. Nhưng mày thấy đấy, cuộc sống là chuỗi ngày mày phải đổi phải thay. Mày từng trải qua những thứ mà bây giờ mày xem đó là trẻ con. Mày cũng từng nghĩ sự vô tư ấy đến khi trưởng thành mày vẫn sẽ còn. Mày từng cảm thấy muốn được đổi thay, đã từng cảm thấy rằng mày sẽ ổn. Tâm hồn mày lớn lên từng ngày và mày cảm thấy rằng mày sẽ khôn. Mày đã quên, quên những cái tên mà mày đã từng mến. Mày đã quên đi những lần mày cười vì những câu chuyện ai đó dựng lên. Mày đã quên mất chính bản thân mày bởi những công việc không ai đụng đến. Nơi Sài Gòn này tấp nập bóng chen và có những cuộc hẹn mà mày đã quên. Thời gian trôi qua ta lớn lên và sầu lo theo ta. Qua tháng năm này ta đã mệt nhoài và quên mất rằng là đã từng người tươi như hoa. Vui xuống ngày dài và không lo xa, không có phiền nhà. Ta đã quên là và ta đã quên là những giấc mơ cũ tao đã ấp ủ. Giờ phải cầm tủ dù chưa từng thử những trò chơi cũ. Bốn năm chắc đủ giờ là quá khứ vì ta tự cầm thù. Tao như kẻ mù đi trong đêm tối vẫn luôn bị nói mình rất là ổn. Và kẻ nói dối với người tự nhủ tao không sao đâu, vẫn thường là một vì sao đã quên. Những lần hạnh phúc vì điều giản đơn, không cần tiếng thơm mấy thứ quần dày cầm, mà chỉ cần những điều đơn giản hơn. Thứ quan trọng nhất tao đã quên mất là không để cám dỗ cuộc đời chẳng chân. Tao đã quên mất điều tao cần nhất là một hơi ấm chứ không chỉ bản thân. Mặc lên chiếc áo trưởng thành, đôi vai tao ngày một nặng. Kể người kể đời tránh dành, kể những áp lực mỗi ngày một tăng. Miệng thiên hạ vui thì ta tránh, không cần quan tâm những thứ không lành. Để cho ta tay chân lành lặn, không phải là để miệng đời để tránh. Để nhớ những điều sẽ quên thì không được để bản thân dừng lại. Có quá khứ mới có hiện tại và có thay đổi mới có tương lai. Mình bước cuộc sống bóng tối, dù lạc đến đâu vẫn về đúng chỗ. Yên tĩnh và không cần vội, kẻ hơn người thua vẫn về đúng mộ. Thời gian trôi qua ta lớn lên và sầu lo theo ta. Qua tháng năm này ta đã mệt nhoài, quên mất rằng là ta từng người tươi như hoa. Vui xuống ngày dài và không lo xa, không có phiền nhà. Ta đã quên là và ta đã quên là thời gian trôi qua ta lớn lên và sầu lo theo ta. Qua